Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đã hơn 2 năm, nhưng theo báo cáo của VCCI, những gì đạt được có thấp hơn kỳ vọng. Việc hiện thực hóa các cơ hội từ CPTPP còn hạn chế, mà theo các doanh nghiệp nhìn nhận là do sự thua kém về năng lực cạnh tranh, các biến động đầy tính bất định của thị trường. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, thưa bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc VCCI, bà có thể cho biết những lợi ích mà doanh nghiệp đã đạt được từ hiệp định này là gì thưa bà? Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam được hơn 2 năm và trong 2 năm qua thì ngoài những cái dữ liệu thống kê mà chúng ta được nhìn thấy thì các doanh nghiệp cũng có đánh giá rất là tích cực về cái hiệp định này. Tuy nhiên là cái đánh giá của doanh nghiệp đối với cái hiệp định này thì nó chỉ mang tính tích cực tương đối, còn nếu mà nói là rất tốt thì là chưa hẳn. Và nếu mà nhìn từ cái lợi ích mà cụ thể mà các doanh nghiệp có thể nhận được từ cái hiệp định này trong 2 năm vừa qua thì cái lợi ích chủ yếu vẫn được nhấn mạnh là những vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa, mà cụ thể là các cái ưu đãi thuế quan khi mà doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với các đối tác CPTPP mà đã phê chuẩn hiệp định. Còn cái nhóm cái lợi ích mà cũng được các doanh nghiệp nhấn mạnh và đánh giá cao trong 2 năm vừa qua, đấy là những cái thay đổi cơ bản và mang lại cái hiệu quả rất tốt cho doanh nghiệp liên quan đến những cái cải cách về mặt thể chế, hành chính cũng như là những cái cải cách mà trực tiếp liên quan đến cái thủ tục xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các đối tác CPTPP. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng nhìn nhận được có những cái cơ hội về mặt thị trường và những cơ hội về hợp tác liên doanh với các cái đối tác nước ngoài để tận dụng cái cơ hội CPTPP. Lợi ích từ CPTPP còn khiêm tốn, và một trong nhiều nguyên nhân đó là doanh nghiệp chưa tận dụng được ưu đãi từ thuế quan. Bà có đánh giá phân tích như thế nào về thực trạng này thưa bà? Về mặt số liệu thống kê mà nói thì theo Bộ Công Thương là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm trong việc là cấp cái chứng nhận xuất xứ hàng hóa để cho hàng hóa có thể hưởng ưu đãi thuế quan trong CPTPP khi xuất khẩu sang các thị trường CPTPP, thì cái tỷ lệ mà sử dụng cái kim ngạch mà sử dụng cái ưu đãi CPTPP trong 2 năm vừa qua nó còn rất là thấp. Trong năm đầu tiên của CPTPP thì chỉ đạt là 1,67% thôi, còn sang năm 2020 thì cái tỷ lệ này đã được cải thiện, nâng lên 4%, nhưng cũng vẫn còn là rất thấp. Mặc dù vậy, nếu mà nhìn sâu hơn thì có thể có những cái lý do giải thích được cho việc này. Thứ nhất là bởi vì trong CPTPP thì có rất nhiều đối tác là chúng ta đã có hiệp định thương mại tự do rồi, cho nên họ có nhiều lựa chọn. Mà trong khi CPTPP thì lại là một hiệp định mới, với một số loại hàng hóa thì cái quy tắc xuất xứ nó còn tương đối khó và doanh nghiệp còn chưa biết đến, cho nên là việc họ tận dụng những cái ưu đãi từ các cái hiệp định khác thì cũng là bình thường. Còn với những cái thị trường mới như là Canada hay Mexico thì cái tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan nó cũng là tương đối đấy. Mặc dù vậy, nếu mà nhìn từ góc độ các doanh nghiệp thì cái câu chuyện này nó tương đối khác một chút. Các doanh nghiệp mà theo như là chúng tôi khảo sát ấy, thì với các cái thị trường CPTPP, số lượng các cái doanh nghiệp mà đã từng có cái lô hàng tận dụng được ưu đãi thuế quan CPTPP thì nó thấp hơn nhiều so với số lượng những doanh nghiệp mà chưa từng được hưởng cái ưu đãi nào. Và điều này nó xuất phát từ khá là nhiều lý do, và trong đấy thì cái lý do cơ bản và rất là đáng tiếc đấy là doanh nghiệp chưa biết về cái cơ hội thuế quan. Còn ngoài ra thì nó có những lý do khác như là cái quy tắc xuất xứ nó không cái quy trình sản xuất cũng như nguồn cung của doanh nghiệp nó không đáp ứng được quy tắc xuất xứ, hay là những cái chậm trễ từ góc độ doanh nghiệp để khiến cho doanh nghiệp không tận dụng được cái ưu đãi xuất xứ này. Ngoài ra nữa thì nó cũng vẫn còn một số những cái lý do đứng từ cái góc độ là các cơ quan tổ chức thực thi, trong việc là khiến cho doanh nghiệp trong một số trường hợp là có vướng mắc về thủ tục dẫn đến việc là chưa tận dụng được cơ hội thuế quan. Vậy tại sao doanh nghiệp lại không nắm rõ về các ưu đãi thuế quan thưa bà? Liệu vấn đề có nằm ở công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế? Tôi nghĩ là cái vấn đề về việc là hiểu biết về các cái hiệp định thương mại tự do nói chung cũng như là CPTPP nói riêng thì là một vấn đề mà chúng ta vẫn nhắc đến lâu nay, và nó vẫn là cái vấn đề nổi cộm. Cái việc tuyên truyền ấy nó giống như là vỗ tay phải hai bàn,
một bên là cái cơ quan mà tuyên truyền, mà ở đây là chủ yếu là các cơ quan đi đàm phán cũng như là các cái tổ chức như VCCI và các hiệp hội trong việc là hỗ trợ để tuyên truyền những cái cơ hội từ CPTPP hay các hiệp định thương mại tự do, cũng như là những cái cách thức, những cái điều kiện để mà tận dụng những cơ hội này. Nhưng một bên nó cũng phải là có cái sự chủ động trong việc tìm hiểu của các doanh nghiệp thì nó mới có thể đạt được cái hiệu quả trong phổ biến tuyên truyền. Vì vậy là ở đây tôi nhìn thấy là nó là cái câu chuyện mà tại Anh cũng tại Ả nữa, cho nên là cái trong tương lai thì cái việc thay đổi nó phải là xuất phát từ cả hai bên. Một bên là từ phía tuyên truyền, các cái thông tin tuyên truyền chung thì như là tương đối đủ rồi. Bây giờ nó phải đi sâu vào những cái vấn đề cụ thể là cơ hội nào, hay cụ thể là cái cam kết nó yêu cầu như thế nào, và doanh nghiệp cụ thể phải làm gì thì doanh nghiệp cần những cái hướng dẫn như vậy. Nhưng còn phía bên doanh nghiệp thì cũng cần phải chủ động, bởi vì là cái việc tuyên truyền có nhiều bao nhiêu thì cứ như nước chảy thôi. Nếu như doanh nghiệp mà không chủ động để múc cái dòng nước đấy thì sẽ không có được cái nguồn nước mát lành cho cái hoạt động kinh doanh của mình. Cứ 4 doanh nghiệp thì mới có một doanh nghiệp đã từng được trải nghiệm trái ngọt từ hiệp định CPTPP, và nhóm doanh nghiệp biết rõ kỹ về hiệp định thương mại này lại là khối doanh nghiệp FDI, không phải doanh nghiệp trong nước. Khảo sát này phản ứng điều gì thưa bà? Nếu mà theo như khảo sát của chúng tôi thì thấy rằng là các cái doanh nghiệp FDI là nhóm mà tận dụng được nhiều hơn các cái cơ hội ưu đãi thuế quan từ CPTPP, trong khi những cái nhóm còn lại như là doanh nghiệp dân doanh thì tận dụng được cơ hội ít hơn. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều hơn cái nhóm mà doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thì điều này một mặt là nó thể hiện cái thực tế hiện nay, là như chúng ta đã biết là các doanh nghiệp FDI là cái nhóm mà họ hiện nay đang chiếm một cái tỷ lệ rất là cao, 60-70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cho nên cái tỷ lệ mà họ tận dụng được ưu đãi thuế quan nó cũng nhiều hơn, là cũng là một cái điều mà có thể hiểu được. Một cái phần nữa nó cũng là do là chúng tôi đồng thời với việc là xem xét là tỷ lệ tận dụng thì cũng xem xét là doanh nghiệp là đã hiểu gì về các cái cơ hội về CPTPP, thì cái nhóm mà chủ động tìm hiểu cũng là nhóm mà được xem là có cái tỷ lệ tận dụng được tốt hơn. Và điều này cho thấy có một cái mối liên hệ rất là hữu cơ giữa việc là doanh nghiệp có sự chủ động để đón chờ cơ hội với việc hiện thực hóa các cơ hội.